được biết đến là địa phương có cộng đồng người Chăm sinh sống đông đúc tại Việt Nam. Người Chăm ở Ninh Thuận vẫn còn bảo lưu được nhiều giá trị văn hóa truyền thống đậm chất riêng của mình. Ẩn sau vẻ khô cằn nắng gió của vùng đất Ninh Thuận là vẻ trầm mặc cổ kính của những công trình kiến trúc với nghệ thuật điêu khắc vô cùng tinh xảo. Nổi bật trong đó là tháp Bokrong Gia Rai, công trình kiến trúc và điêu khắc điển hình của phong cách nghệ thuật Champa với những đường nét ngoạn mục trong lối kiến trúc hình vòm, hình chấp nhọn, phù điêu trang trí mượn của nền văn hóa Champa cổ. Không chỉ khiến du khách say mê trước vẻ đẹp và sự bí ẩn của những công trình kiến trúc này, người Chăm ở Ninh Thuận còn nổi tiếng với những làng nghề thủ công truyền thống. Với đôi bàn tay khéo léo của mình, họ đã tạo ra những sản phẩm độc đáo với hoa văn rất đặc trưng. Những người thợ làm gốm ở đây phải có một tiền đình rất là vững đấy các bạn ạ.